Thưa các nhà, thưa quý vị, bây giờ thì em khuyên là phải chuyển qua bệnh viện Bạch Mai, qua đó để hỗ trợ điều trị cái phổi trước theo chẩn đoán của và tư vấn của bác sĩ như vậy. Hello, xin chào cả nhà, chào thân thiện quý vị. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Mình là Phạm Xuân Dũng. Vâng, mình là chủ của kênh này. Thưa cả nhà, thưa quý vị, Dũng đang ngồi cùng với em Thành ngay tại bệnh viện Bạch Mai ở tại thủ đô Hà Nội đó quý vị. Thì mọi người đã biết đấy, hôm qua thì Dũng đã cập nhật cho mọi người biết về cái tình hình sức khỏe của em Khuyên, cũng như là cái tình hình là khi mà em Hà ra Hà Nội đấy, thì đến bệnh viện Việt Đức, sau đó thì bệnh viện Việt Đức là chuyển qua bệnh viện Bạch Mai đấy, và đã được nhập viện vào tối ngày hôm qua. Thì sau đây thì em Thành có thể cho mọi người được biết là sức khỏe của em hiện tại bây giờ như thế nào, và hiện tại đang nằm ở khoa nào của bệnh viện Bạch Mai? Dạ, bây giờ thì vừa em đã được chuyển vào khoa cấp cứu thần kinh ạ, bệnh tòa nhà 07 ạ, bệnh viện Bạch Mai ạ. Dạ, thì quá trình vận chuyển đi lúc 9 giờ tối hôm qua anh ạ. Dạ, thì hiện tại thì sớm nay thì bác sĩ cũng gọi em người nhà vào gặp bệnh nhân, người gặp bác sĩ. Thì trước khi thì bác sĩ nói như bây giờ thì là vừa em sốt cả, cũng đang sốt, với là quá trình đi các cái khu vực lây lở loét ở vùng lưng với vùng móng ạ, thì đã ăn vô thấu xương rồi. Bác sĩ cũng đang cắt loét, cắt các cái vết thương thương ở đó, với là đang điều trị, mua thuốc về miễn dán để mà trước khi chỗ khu vực tây trước khi vượt lở lây lở loét đâu anh ạ. Thì bác sĩ nói là vừa em đi cũng là bị viêm phổi cũng nặng, với là do quá trình là gãy đồ cuộc sống với các tư chi đều bị liệt hoàn toàn anh ạ. Dạ. Hiện tại bây giờ thì vợ có ăn uống được không? Dạ, thì vừa em đi cũng là ăn uống qua truyền qua đường ống ở lỗ mũi xuống dạ dày anh ạ. Dạ. Là bằng cháo loãng hay là bằng sữa? Dạ, hôm qua thì sớm bác sĩ gọi em đi mua là sữa ăn chua. Còn thì trưa nay thì chắc là em đi trưa nay thì em biết, nhưng ở như các nơi khác thì là truyền bằng súp. Súp. Dạ, dạ. Quá trình chảo lên nấu lên rồi xay lọc lên súp vậy ạ. Dạ. Em thấy là hình như trong mấy ngày qua, thì khi mà em ra hai ngày qua, ngày hôm qua đến nay, thì em được sự quan tâm của rất là nhiều người điện thoại đến hỏi thăm, cũng như là đến tại bệnh viện thăm vợ chồng em, đúng không? Dạ, thì em cũng lúc cùng về tin tức em ra đây thì cũng được nhiều cô chú điện hỏi thăm gia đình em ạ. Vì là được ra tới Hà Nội đấy thì cũng may mắn được có các cô ở Hà Nội đấy cũng quan tâm tới em, cũng tới giúp đỡ cho gia đình em ạ. Cũng là từ ở bệnh viện Việt Đức thì là có cô Loan, cô Thúy, với là cô Thu, và cũng là rất nhiệt tình tới hỗ trợ cho gia đình em để lúc nhập viện anh ạ. Rất là tốt. Em cảm thấy là khi mà em ra đến đây á, thì so với lúc mà điều trị ở Kon Tum, điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh ở Chợ Rẫy, điều trị ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, thì em thấy là cái sự quan tâm á, nó có khác biệt gì không? Quan tâm của anh không nói về của bác sĩ, mà nói về của những người mà đến họ giúp đỡ với mình á, thì em thấy có sự khác biệt gì không? Những người giúp đỡ ở bệnh viện ở ngoài Hà Nội này thì cũng có các cô rất nhiệt tình giúp đỡ cho gia đình em anh ạ. Và cũng như ở Quảng Bình thì cũng có cô, cũng nhiều cô cũng biết tới gia đình em, cũng rất tới giúp đỡ cho gia đình em ạ. Dạ. Thì tại vì những cái lúc mà em ở Chợ Rẫy này, Kon Tum và ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới thì em không biết. Nhưng là những người dân, những người nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đến hỏi thăm động viên em như thế nào. Nhưng mà ngày hôm qua đến giờ đến thấy rất là đông luôn ha. Rất là đông người đến là gặp em, các cô, các anh, các chị đến hỏi thăm động viên rất là nhiều, đúng không? Yeah. Điều này rất là đáng quý quý vị ạ. Khi mà câu chuyện của em Thành
và vợ em được ra Hà Nội, đã được sự, tất nhiên là được sự quan tâm của rất là nhiều người. Tất nhiên thì ở cái thời điểm này á, cái sức khỏe có thể là sức khỏe của em Khuyên phụ thuộc vào bác sĩ đó. Nhưng mà những nhà hảo tâm, các cô chú đến mà động viên em Thành một chút thôi thì cũng đó là niềm động viên lớn rồi, động viên rất là lớn để em Thành có thêm nhiều nghị lực để chăm sóc cho vợ mình đó. Rồi thì đó là về những, đó là câu chuyện của những người mà đang đến động viên em. Về còn câu chuyện về các em có nghe bác sĩ nói là về cái tiến độ sắp tới là như thế nào khi mà tiến độ sắp tới thì là bác sĩ là cùng tập trung là điều trị phổi cho vợ em, với là điều trị phổi là cả cái khu vực lây lở rồi anh ạ. Tập trung qua, trước hết là tập trung qua hai cái khoản đó. Rồi thì thưa anh quý vị, đây là ngày đầu tiên khi mà em Khuyên được nhập viện Bạch Mai. Đó, ngày đầu tiên, và bây giờ thì thời điểm bây giờ là buổi trưa của ngày mùng 8 tháng 10 quý vị. Đó, hiện tại bây giờ thì gần 11 giờ rồi. Đấy. Thì Dũng cũng chân thành cảm ơn đến các mạnh thường quân. Sau khi mà biết được Dũng cùng với đồng hành cùng với vợ chồng em Thành ra đến đây á, Hà Nội á, thì đã có một số mạnh thường quân gửi tiền thông qua số tài khoản của Xuân Dũng để trao cho em, cho hỗ trợ cho vợ chồng em để có chút thêm là kinh phí để điều trị cũng như là ăn uống sinh hoạt ở đây em ha. Đầu tiên thì Xuân Dũng xin cảm ơn đến chị Trương Xuân Đào ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho 500.000. Một người rất đặc biệt nữa đó là anh Tuấn Vĩ, anh ca sĩ Tuấn Vĩ đấy, của kênh Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương, gửi đồng viên 1.000.000 của chị Phạm Thị Nhất, gửi cho em 1.000.000. Rồi của chị Tâm Nguyễn ở Úc gửi cho em 1.000.000. Của chị Nhung, một mạnh thường quân ở Hà Nội, gửi cho em 1.000.000. Rồi của chị Tina Vũ ở Cali, Hoa Kỳ ấy, gửi cho em là 540.000. 540.000. Của chị Hương ở Hà Nội gửi cho em 500.000. Của anh Trần Ngào ở Mỹ gửi cho em $100. Thì riêng với cái anh Trần Ngào đấy thì anh chưa nhận được tiền, nhưng mà anh sẽ ứng trước cho em luôn, ứng trước cho em, tại vì anh chuyển vào Sài Gòn mà anh thì đang ở Hà Nội, cho nên là khi nào anh vào anh nhận sau ha. Rồi là của anh Trần Ngào ở Mỹ là $100. Của cô Liên ở Hà Nội 200.000. Và của chị Lê Hiền ở Hà Nội là 200.000. Tổng số tiền mà em nhận được đó là 8.240.000. 8.240.000. Anh sẽ, bây giờ theo em á, thì anh sẽ đưa tiền mặt cho em hay là muốn anh chuyển khoản qua cho em? Anh chuyển khoản em cũng được ạ. Chuyển khoản đi ha. Tại vì hiện tại bây giờ theo anh nghĩ là ở đây thì em không nên giữ tiền trong người nhiều làm gì, mà hãy là giữ tiền bằng hình thức chuyển khoản thì hay hơn. Cất tài khoản trong ATM á, khi cần là mình ra mình rút. Thì ATM ở trước mặt đây rồi đúng không? Mình cần gì thì mình ra rút. 500 một triệu cần phải đóng viện phí cái gì, ứng viện phí thì ra đó mình rút thôi. Ok. Tài khoản của em là tài khoản gì? Bữa em đọc là tài khoản ngân hàng gì? Ngân hàng của em là Vietinbank anh ạ. Vietinbank. Rồi. Về Vietinbank. Thì qua đây em có thể đọc cái số tài khoản của em lên cho mọi người được biết luôn không? Số tài khoản của em là 109 ạ. 871 ạ. 961 ạ. 951 ạ. Em có thẻ đó không? Thẻ em để tin tiết rồi ạ. Thẻ mà để trong bóp á, cái cần mà đi rút chứ. Hôm qua tin rồi là mẹ lại đi sư, mẹ cũng nói là sư bỏ túi ngủ một mình như lúc quên á, mẹ cầm hồ cho ạ. Nó không, cái thẻ đó thì em có mật khẩu mà người ta mới lấy được, cái đó có là vấn đề gì. Có gì hết. Rồi ok, vậy thì để anh mà chuyển khoản thì nó có nhảy vào trong điện thoại của em không? Dạ có anh ạ. Có báo ha. Ok. Vậy thì một lần nữa quý vị, Dũng xin chân thành cảm ơn đến các mạnh thường quân sau. Thứ nhất là chị Trương Xuân Đào, anh ca sĩ Tuấn Vĩ, chị Phạm Thị Nhất, chị Tâm Nguyễn, chị Nhung ở Hà Nội, chị Tina Vũ ở Cali,
chị Hương ở Hà Nội, anh Trần Ngào ở Mỹ, cô Linh ở Hà Nội và chị Hiền ở Hà Nội. Là danh sách vừa rồi mà đến tính thời điểm vào những nhận tiền từ ngày mùng 7 tháng 10 đến ngày hôm nay là mùng 8 tháng 10 đến vào đến trưa nay đó quý vị. Rồi, chân thành cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Rồi em đã nhận được tiền qua tài khoản chưa? Dạ em nhận được rồi anh ạ. Dạ. Rồi. Em nhận đủ số tiền rồi ạ. Dạ. Thì qua đây thì em cũng cảm ơn các cô, các chú, các bác, các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước ạ, đã giúp đỡ cho em trong thời gian vừa qua. Em rất là cảm động tấm lòng của các cô, chú, bác rất nhiều ạ. Rồi. Thì thưa các nhà, thưa quý vị, vậy thì quý vị ạ, số tiền của quý vị đã gửi về cho em Thành thì Dũng cũng đã trao tận tay cho em Thành. Trao tận tay có nghĩa là có thể là tiền, đưa tiền mặt, nhưng mà có thể là chuyển khoản cũng là trao tiền tay. Tại vì hiện tại bây giờ ngay chỗ đây thì em Thành không nên giữ tiền quá nhiều trong người, mà chuyển tiền trực tiếp vào trong tài khoản thì Dũng đã chuyển bằng Internet Banking rồi, đã qua cho em Thành. Thì nếu quý vị có muốn giúp đỡ cho em Thành thì có thể liên hệ trực tiếp với em Thành qua số điện thoại 0865 521 782. Em Thành có số tài khoản đó, quý vị có thể chuyển thẳng vào cho em Thành cũng được, tại vì Xuân Dũng không ở đây thường xuyên. Xuân Dũng chuẩn bị vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi, cho nên là quý vị có chuyển thẳng cho em Thành nếu muốn giúp đỡ cho em đó. 50, 100 bao nhiêu tiền cũng quý hết đó. Thì và nếu mà quý vị muốn gửi cho Xuân Dũng thì Xuân Dũng lại phải cũng nhận thôi. Dũng cũng lại có thời gian, có điều kiện để mà ra thăm em đó nữa, thêm lần nữa bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm vậy thôi. Cả nhà nhé. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại, và Xuân Dũng sẽ cập nhật tình hình sức khỏe của em Khuyên ở những video sau. Bye bye. Rồi, bye mọi người đi. Rồi.